Và để tiếp tục niềm vui này, Hà Trinh xin mời mọi người sẽ dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón cùng đứng cạnh Huỳnh Lập ngày hôm nay là dàn diễn viên chính của phim đã cùng đồng hành trong thời gian vừa qua. Chúng tôi xin được kính mời lên sân khấu đạo diễn Lý Minh Thắng. Đây là lần thứ hai đạo diễn Lý Minh Thắng đã hợp tác cùng với ekip của 17 Production. Xin mời nghệ sĩ ưu tú Kim Cử Long. Xin được mời nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Xin được mời diễn viên Quốc Ca, diễn viên Quốc Thắng, diễn viên Long Mỹ Dạ, diễn viên Nguyễn Minh Đạt, diễn viên Ngọc Phước, diễn viên Duy Khánh Sâu Dâu, diễn viên Vi Vân, diễn viên Trịnh Tài, diễn viên Lâm Trà và diễn viên Nhí Duy Anh. Ngay bây giờ chúng ta sẽ có một phần giao lưu thật nhanh để mọi người có thể cùng nhau thưởng thức trực tiếp 3 tập đầu tiên của series phim Kẻ Độc Hành. Dạ, xin mời các anh chị sẽ cùng xuất hiện trên sân khấu để chia sẻ về cảm nhận và những bật mí bí mật bây giờ muốn kể cho quý vị khán giả.